Chào các bạn ơi, hôm nay tớ sẽ dẫn các bạn đi làm slime với tớ nha. Mình sẽ được làm 3 mũ các bạn ạ. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn cham này. Ở trong những cái khay này sẽ là cham các bạn ơi. Chúng ta sẽ được chọn 5 cái cham thôi. Nhưng mà ở trong này thì tớ thấy có rất là nhiều hình cham đẹp này. Cái này ví dụ đây là bánh nha. Còn bên này thì là gấu trúc nè. Wow, đẹp quá ta. Mình nên là chọn cham màu gì các bạn nhỉ? Wow, nhìn này. Mình sẽ lấy một cái bánh này đi các bạn ơi. Rồi ở trên này thì còn có cả cái loại chai luôn đó các bạn. Ơi nhìn này các bạn ơi, có cả loại cái hình chai nước luôn nè. Wow, đẹp quá à. Mình sẽ lấy, wow, nhìn này. Cái này thì là một cái khung ảnh các bạn ạ, hình capybara nè. Ui, cái này cũng xinh nhờ các bạn nhờ. Mọi người ở đây thì làm rất là nhiều cái mẫu đẹp luôn. Ví dụ ở đây còn có cả tô tượng các bạn ạ. Đây này, tô tượng Kurumi, tớ thấy cái Kurumi này đẹp quá đi. Ôi, ở bên này nữa nè. Đẹp không hả các bạn? Nhìn mê nhở, mình cũng muốn làm luôn á. Ơi, cái này là mấy cái cham của Melody nè. Wow, đẹp quá, không biết là mình có được lấy cái cham này không ta. Đẹp quá nè, pom pom nè. Wow, xinh. Ui, nhìn này. Cái này là hình như là bọt biển đó các bạn. Để tớ hỏi xem là tớ có được lấy cái cham này không nha. Tại vì tớ thấy cái cham này nó đẹp này. À, cái cham này thì không được lấy đâu các bạn ơi. Chúng ta sẽ chỉ lấy cái cham của cái này thôi nha. Ôi tiếc quá nè. Mấy cái này nó xinh vậy mà. Để sau bên này chọn đi các bạn ơi. Biết đây là cái gì này. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Cái này giống như cả một ly cocktail hoặc là nước ép đúng không các bạn? Đây kiểu giống như là ly kem này. Nhìn ngon mắt thế này thôi nhưng mà cái này thì không ăn được đâu các bạn nha. Đây là nến đó các bạn, nến tự làm đấy. Trời ơi, mình thích cái hình nào xinh đẹp thì mình có thể lấy cái đó, sau đó là mình gắn lên cái cốc nến của mình. Nhìn đẹp quá đi, nhìn kiểu giống như cốc kem mà muốn ăn luôn đấy các bạn. À, cái này là trang trí nè. Có những phụ kiện còn đi theo mùa, ví dụ là Noel nữa các bạn ạ. Đẹp nhờ. Cái này sẽ là mùi hương này các bạn. Hương hồi này, hương cam này. Oh, trời ơi, nhìn giống như là quả dâu tây đỏ mọng luôn á. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm slime nha. Đây các bạn ơi, cái này là nguyên liệu để chúng ta làm slime nè. Nhìn giống như kiểu là bột để chúng ta khuấy đều lên đấy các bạn nhờ. Wow, rất là mịn luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải cho cái nước làm đông này vào các bạn ạ. Và chúng ta sẽ khuấy đều lên, cho từng ít một thôi. Nếu mà chúng ta cho nhiều một lúc, nó sẽ bị đông cứng lại luôn đó các bạn. Đây, cái nước này nó cũng có màu trắng luôn đó các bạn. Đây, để tôi khuấy nha. Các bạn ơi, tớ ngoài cái này đều thì tớ nghĩ là hôm nay tay của tớ rất là dẻo luôn các bạn ạ. Cái làm đông nó bị cứng cái chỗ đấy vào nên là mình phải ngoái thật là đều nha. Wow. Nhìn cái này giống như kiểu là mình đang đi làm bánh vậy. Các bạn ơi, sau 7749 bước tớ đảo nhưng mà nó vẫn chưa được các bạn ạ. Nên là các bạn ở đây bảo tớ là đổ ra luôn đây và chúng ta sẽ nhào nó sẽ đều hơn. Bây giờ thì mình sẽ đổ cái slime ra bàn luôn nha các bạn. À, wow, như này. Nó sẽ hơi dính tay một tí nhưng mà tớ thấy bảo là nó sẽ đều và nhanh hơn. Ok, bây giờ tớ sẽ đổ ra đây luôn để cho nó nhanh các bạn ơi. Chứ không tớ đảo thì nó lâu quá mãi mà không được luôn. Nó dính luôn vào cái bát này các bạn ơi. À, các bạn có thích chơi slime không? Mình rất là thích chơi slime. Mình kiểu thích kiểu nhào nhào á các bạn. Okay. Cho hết rồi này. Mẹ tớ lấy tay tớ, tớ lấy luôn nha. Ui nó rất là dính các bạn ạ. Nó dính lắm luôn. Ok. Giờ mình sẽ nhào cái này nha. Nó dính luôn vào cái muôi này. Hay là tớ cho ít cái chất làm đông quá hay sao mà bây giờ mãi nó không đông được, sau cái chỗ tớ không đảo đều nó bị cục cục ấy các bạn.
Như này, nó dính hết vào cái bàn rồi còn đâu. Cái này liệu có đủ cho tớ là ba hộp không các bạn ơi, tại vì là nó bị dính hết vào cái bàn với cả cái bát rồi. À, chắc tớ phải nhờ bạn tớ cho thêm chất làm đông vào đây. Bạn cho tớ thêm chất làm đông vào đây. Các bạn ơi, bây giờ tớ sẽ phải cố gắng nhào nặn cái này để nó thành slime mà nó không bị dính vào tay nữa. Còn nó dính vào tay như thế này là không thành công nha các bạn. Đó. Nó bị cục cục ở đây, các bạn có nhìn thấy không? Nè. Đó, nó là chất làm đông, nó bị đông lại các bạn. Wow. Nhào đến mệt luôn các bạn ơi. Đây là lần đầu tiên tớ đi làm slime như thế này á các bạn. Bình thường thì mình chỉ làm slime kiểu là cái hộp bé bé thôi. Cái đấy thì nó dễ làm hơn cái này và nó ít đấy các bạn. Các bạn ơi, đây nè, tôi sắp được hoàn thành được slime rồi nha. Quá. Nhưng mà cái này bây giờ nó là màu trắng. Đây nó bám hết vào tay tớ rồi này. Mỏi hết cả bàn tay luôn đó các bạn. Cái này chắc phải cho thêm, không biết là mình cần phải cho thêm chất làm đông không các bạn nhỉ? Rồi là sẽ bám hết vào đây. Sau tầm 30 phút mình nhào nặn thì bây giờ như thế này là đã được rồi nha. Đó, tuy nó vẫn hơi đặc nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chia thành hai phần, sau đó là chúng ta sẽ trộn màu, thì lúc đấy mình cũng vẫn đảo, thế nên là không sao cả. Giờ mình sẽ chia cái này thành hai phần nha. Tôi thấy bảo là một bên thì sẽ nhiều hơn, một bên là ít hơn. Đây, bên này sẽ chơi với đất sét, còn bên này là chúng ta sẽ trộn màu nha. Ok, cái này thì để ra đây đã. Còn cái này thì bây giờ tớ sẽ trộn màu. Các bạn ơi, các bạn thích tớ làm slime màu gì? Tớ thích làm slime của màu màu xanh nhạt, màu của cinnamon các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho màu vào nha. Đây, màu của cinnamon thì có màu xanh này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cho vào nhé. Các bạn ơi, định làm một màu nhưng mà tớ thấy bạn ở đây tư vấn là có thể làm màu cầu vồng, nên là bây giờ tớ sẽ chia cái chỗ này ra nhỏ hơn nha các bạn. Đây, một này mình sẽ chia phần ra, mỗi phần này mình sẽ cho một màu khác nhau. Hai này, đó, ba này. Ôi giời, nó vẫn dẻo lắm các bạn ạ. Ok, tôi sẽ cho 7 màu, mỗi cái cục này sẽ là một màu khác nhau. Ok, rồi bây giờ đầu tiên thì mình sẽ cho màu màu xanh đi các bạn ơi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ trộn thử xem nhá. Sẽ thử trộn xem nó có ra màu xanh không. À, đây nè các bạn ơi. Nó thành màu xanh của cinnamon rồi nè, nhưng mà mình cần phải trộn đều lên nha các bạn. Đó. Ui, nó dính hết vào tay luôn rồi các bạn ơi. Bạn ơi, nhìn màu xanh của tớ này. Wow, nhưng mà tớ nhào nó chưa được mịn lắm, nên khi tớ kéo ra nhìn thấy vẫn có những cái chỗ nó chưa được tan mịn các bạn ạ. Đây nè. Rồi, ok. Thì tạm đây đã, bây giờ mình sẽ trộn cái này, tớ sẽ cho màu khác nha các bạn. À, tớ sẽ cho màu xanh lá nha. Nào. Ôi, cho một giọt thôi tại vì là cái màu này nó rất là đặc các bạn ơi. Đây. Không biết là cái màu này nó có đẹp hơn màu lúc nãy tớ trộn không nhỉ, nhưng mà tớ thấy màu nó tươi hơn đấy. Cái này phải trộn đều nha các bạn, không là nó sẽ kiểu bị loang loang á. Giống như là siro kiwi vậy các bạn ơi.
Ố các bạn ơi, phải kéo mạnh quá thì nó bị đứt luôn. Đây là cái màu xanh thứ hai mà tôi trộn này. Đây, đó, cái này thì là màu xanh dương, cái này màu xanh lá cây nhưng mà nhạt nhạt nha. Cái này thì tôi sẽ cho màu vàng nha các bạn. À, tôi sẽ trộn màu vàng lên. Đâu à, tôi chưa mở nắp. Rồi, cái này tôi sẽ cho vàng đậm một chút, cho 3 giọt luôn. Ok, bây giờ thì mình trộn lên. À, ui nhìn này, nhìn giống như là quả trứng ấy các bạn ơi. Bên trong là lòng đỏ, bên ngoài lòng trắng ấy nhở. Ôi, tớ bị dính ra cái bên kia rồi. Cho nhiều quá rồi hay sao mà nó đã vàng khè luôn rồi các bạn ơi. Sao cái này nó dính tay quá này. Các bạn ơi, tớ đã trộn được 6 màu rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử cho vào hộp xem có đẹp không nha. Tớ cũng tò mò quá các bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ cho màu xanh này. Đây, tớ sẽ cho màu xanh vào trong cái hộp này. Rồi, bây giờ thì cho vào thì nó chưa bị lẫn màu. Nhưng mà tớ nghĩ là khi nào mà chúng ta chơi á, nó sẽ bị lẫn màu các bạn ạ. Màu xanh này. Sau bây giờ tớ sẽ cho màu vàng đi. Tớ chia màu không được đều được các bạn ơi. Nghĩa là nó có chia tầm ra được không nhỉ? Chạy nó chia tầm nó không đều các bạn. Thì nó mà lấy ra là nó bị dính màu hết rồi đó. Ok, để xem là tầm màu vàng đúng nha. Đây, nhìn ở bên ngoài thì nó sẽ như thế này này. Đó, ui, cái này nó bị dính tay tôi luôn rồi. Ok, bây giờ thì tiếp theo thì sẽ là màu hồng nha. Mình sẽ chọn được cái tay giống như cái máy nhé các bạn. Đó, rồi thì cho vào đây. Đây, nó vẫn dính á. Ok, mình có thể cho hết xuống rồi nó sẽ bị dính hộp. Ok, ba màu. Rồi bây giờ tôi sẽ cho màu trắng nha các bạn nha. Các bạn ơi, đây là thành quả đầu tiên của tớ này, một hộp slam cầu vồng. Các bạn nhìn thấy có đẹp không? Thực ra đây là nhiều màu thôi chứ không phải là chính xác là màu cầu vồng nha các bạn. Đây, tớ mở cho các bạn xem này. Ở đây thì có một bạn con con và một bạn capybara nè. À các bạn ơi, nãy tớ quên chưa nhỏ hương liệu các bạn, thì chúng ta có thể cho một mùi hương lên đây, khi mà chúng ta trộn lên nó sẽ thơm. Tớ sẽ chọn một mùi hương gì đó nhé. Ở đây thì chúng ta có, ui có cả vị bắp rang bơ luôn đó các bạn. Tớ thử nhỏ cái này lên xem nó có mùi bắp rang bơ không nào. Để mấy giọt thôi các bạn ơi, để khi nào chúng ta trộn lên tắm cho bạn capi này luôn. Ok, rồi, thế là xong rồi các bạn ạ. Thế là đã được một hộp đầu tiên rồi đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ được 3 hộp nha. Hộp thứ hai đó là một cái slam trong, cái này là trong suốt, thì tí chúng ta có thể cho cái màu vào, nó sẽ đẹp hơn cái kim tuyến á. Và đây chúng ta sẽ làm một hộp từ cái này là đất sét khô nha các bạn. Các bạn chúng ta sẽ trộn lên và cái slam của chúng ta nó sẽ bồng bềnh lên giống như kiểu slam mây á các bạn. Thử trộn xem nhá. Tớ thấy các bạn bảo thế thôi nhưng mà tớ cũng không biết là nó có bồng bềnh thật không. À, trộn slam và cả đất sét khô xem nó có bồng lên không nha. À, chưa thấy nó bồng đâu nhưng mà nhào cũng hơi mỏi tay được các bạn ạ, tại vì tôi nhào từ lúc nãy rồi, tay của nó hơi bị dính màu các bạn. Ở đây thì cái công đoạn này tôi phải mặc thêm cái tạp dề vào, tại vì là tôi sợ màu bị dính ra áo ấy các bạn. Wow, nhìn này, bây giờ cả slam với cả đất sét khô nó trộn lẫn vào nhau luôn. Ủa? Nếu mà mình trộn màu khác thì
A few moments later. Các bạn ơi, ở đây thì có một hộp slam Koromi với cả cinnamon này. Wow, hai cái màu này đẹp nhờ các bạn nhờ. Tớ nhìn thấy cái này tớ cũng muốn làm nhưng mà tớ thích màu tím hơn nên là bây giờ tớ sẽ trộn màu tím nha các bạn. Đây, tớ sẽ trộn cái cục này thành màu tím nha. Không biết là nó có được đẹp như thế này không. Nhưng mà thực chất đây là cái màu tím màu ombre á các bạn. Nên là mình trộn thì khả năng nó không được như thế đâu. Rồi chúng ta sẽ phải trộn màu hồng với cả màu xanh nha. Tại vì ở đây là không có màu tím sẵn các bạn ơi. Thì cho vào xem nó có thành công không nào. Màu hồng này. Đó. Ok, màu xanh nữa. Trộn chung vào chỗ này đi. Tớ lo lắng quá, tớ lo lắng nó bị thất bại quá các bạn ơi. Để trộn nha. Ôi, sao nó ra màu xanh lè rồi. Các bạn ơi, ai ăn bánh khoai không nào? Bánh khoai môn của tớ đây. Sau một hồi trộn thì bây giờ nó cũng được rồi các bạn ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho vào hộp nha. Đây là hộp thành phẩm thứ hai của tớ. Nó hơi nhiều, tớ không biết là cho vào đây nó có hết được không. Nó vẫn dính lắm các bạn ơi. Đó. Nó bị đầy rồi. Màu tím nhưng mà cái này nó không tím đậm lắm các bạn ơi. Nó hơi tím nhạt nhạt. Chúng ta sẽ phải đợi một tí để cho nó chảy xuống dưới nha. Không là không để được hết. Nè các bạn thấy có đẹp không? Tôi thấy nó cũng đẹp ấy chứ nhờ. Cho nốt vào nha. Nó đầy quá rồi các bạn ơi. Nè, khả năng là nó không hết được quá à, tại vì nó nhiều. Các bạn ấy bảo là mình chỉ cần đợi một lúc thôi nó sẽ chảy xuống á các bạn. Tôi cũng hy vọng là thế chứ nhưng mà tôi thấy nó quá là nhiều. Các bạn ơi, trong quá trình đợi cái này nó chảy xuống thì bây giờ chúng ta sẽ đổ nhũ vào trong cái slam trong này nha. Tôi lau cái tay tôi đã, tại vì cái tay của tôi nó bị dính màu các bạn ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn nhũ đi các bạn ơi. Đây là sẽ là nhũ. Nhũ bên này là nhũ nha. Chúng ta có ánh hồng, ánh đỏ, ánh cam và ánh xanh, ánh tím nè. Hồi nãy tớ có một cái màu tím rồi thì tớ sẽ chọn ánh xanh đi các bạn ơi. Ok, giờ mở cái này ra. Wow, slam trong này. Ý, wow, lấy ra chơi thử đã. Ý, cái này nó giống như kiểu là thạch ấy các bạn ơi. Wow, nó trong suốt đó các bạn. Ngày hôm nay là ngày mà đi chơi slam lâu nhất của tớ các bạn ạ. Tớ nghĩ là tớ đến đây làm slam từ lúc trưa trưa mà bây giờ nó gần tối luôn rồi. Tại vì là nhào cái slam rất là lâu. Tay của tôi nó bị dính màu. Thế nên là khi mà mình cho lên nó không còn được trong nữa các bạn ơi. Rồi bây giờ tôi sẽ đổ cái ánh xanh này vào trước khi mà nó bị biến đổi màu. Nó giống như kiểu là thạch dừa ấy các bạn. Wow. Chỗ nào mà đổ nhiều quá nó sẽ bị đông vào luôn á.
Ok, tớ nghĩ là tớ chỉ nên trộn một màu thôi chứ nhiều màu quá nó bị loạn xạ. Ai nhìn này các bạn ơi. Wow, các bạn đang tưởng tượng thấy cái gì? Tớ cũng không biết nữa nhưng mà nhìn nó cũng đẹp ấy chứ nhở. Cái màu tím của tớ nó bị đầy quá thật các bạn ạ, nó không chảy xuống đùa. Cái slam này rất là hay nha, khi mà bị dính tay thì mình sẽ lấy chính cái slam đấy để cho nó đỡ dính. Tôi sẽ cho nó chảy vào hộp nha. Wow, kẹo mạch nha đây. Wow, nhìn này các bạn ơi, đẹp chưa ạ? Các bạn ơi, vì cái hộp màu tím này nó đầy quá thế nên là tớ phải cắt đi một ít các bạn ạ. Bỏ đi một ít tại vì là không đậy được nắp nữa. Chắc là lúc nãy là mình cho nhiều, đất sét khô quá. Rồi, ok, đây là thành quả ba hộp của tớ nè. Các bạn ơi, các bạn thấy hộp màu nào là đẹp nhất ạ? À? Ui, cái này cũng bị đầy này, đúng không? Hai cái con pom pom với cả cái gì ta? Capybara của tớ nó bị chìm xuống dưới rồi. Ok, bây giờ thì tớ sẽ cho cham vào nha. À, cái này hồi nãy tớ quên chưa cho hương rồi các bạn ơi. Mình sẽ chọn màu hương gì? Xoài nhé. À, thế không? Ok. Rồi bây giờ thì tớ sẽ cho cham lên nha. Màu tím này tớ sẽ tặng cho một bạn gấu dâu này. Đúng không? Cute for my que chưa? Rồi, còn ai là fan của tương cà đây? Hi, tớ có một cái bờm, chắc cái này của Coromi đây rồi. Ok, thế là tớ đã hoàn thành xong ba hộp slam của tớ rồi các bạn ạ. Các bạn thấy hộp nào là đẹp nhất nào? Ừ, làm slam này cũng khá là lâu, tớ nghĩ là tớ phải mất tầm mấy tiếng để làm xong ba cái hộp này đó các bạn. Rồi bây giờ tớ sẽ đậy vào để mang về nha các bạn ơi. Đó. Mình còn có thể dán sticker để trang trí hộp ạ. À ok, xin cảm ơn. Các bạn ơi, ở đây rất là thú vị luôn, thì chúng ta có thể lấy cái hộp, cái sticker này để có thể trang trí cái hộp cham của chúng ta, à hộp hộp gì ta, hộp slam của chúng ta. Đây, ở đây thì chúng ta có rất là nhiều hình đẹp này, coromi nè, có nho này, cinnamon, gấu này. Wow, ok, tớ sẽ lấy mấy bạn để trang trí nha. Màu tím này thì chắc chắn tớ sẽ không bỏ qua coromi rồi, tớ sẽ lấy một hình bạn coromi để dán nha. Đó, tớ sẽ dán vào trong cái hộp màu tím của tớ nha. Ok, thế là bây giờ tớ đã có một hộp slam Coromi rồi. À, mình dán hai bên nó được không ta? Mình sẽ dán hai bên luôn nha. Một bên bạn này với cả. Ừ, thôi, một cái thôi là đẹp rồi. Bên này thì màu cầu vồng này thì dán màu gì được hả các bạn? Màu cầu vồng. Hỏi gắn gấu nha. Gấu dâu nha. Đây, có một sự ngọt ngào ở đây. Ok, mình sẽ dán gấu dâu vào đây. Đó. Thank you. Wow, dán lại nhìn giống như kiểu là chúng ta mua ở cửa hàng luôn đó các bạn. Còn màu xanh này thì tớ sẽ dán bạn cinnamon. Vì bạn này tớ thấy là bạn này cũng có cái màu xanh nhạt nhạt giống của tớ nè. Ok, xong rồi đây các bạn ơi. Đó, các bạn đã thấy đẹp hơn chưa? Và bây giờ thì tớ sẽ mang về nha các bạn. Và video làm slam của tớ đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của tớ nha. Còn bây giờ thì bye bye.